Chào buổi sáng tất cả mọi người, mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8. Thì hôm qua, Việt Nam vượt mốc 10.000 ca nhiễm một ngày. Thì số ca nhiễm cộng đồng trong nước ngày hôm qua là 19 tháng 8 là 10.639 ca, ghi nhận tại 37 tỉnh thành, cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay. Thì ca nhiễm mới gồm 4.232 trường hợp phát hiện trong khu cách ly và phong tỏa và 6.407 ca ngoài cộng đồng. Tổng ca nhiễm hôm qua tăng 1.995 ca so với ngày trước. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là số ca nhiễm cao nhất nước với 4.425 ca. Bình Dương là 3.255 ca. Cả nước đang có 660 bệnh nhân đang điều trị ICU và 27 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO. Liên quan đến vụ việc, thông tin từ 46 thi hài mắc COVID-19 đem về Bến Tre hỏa táng. Thì chiều ngày hôm qua, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, Đại tá Nguyễn Tấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc xe tải chở 46 thi hài mắc COVID-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bến Tre để hỏa táng. Thì theo đó, ngày 16 tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre phát hiện một tài xế LBH sinh năm 1993, ngụ tại Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe tải mang biển số 64C07784, có giấy ưu tiên luồng xanh từ ngày 1 tháng 8. Xe tải này vận chuyển 36 thi hài COVID-19 từ Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, tỉnh Bến Tre để hỏa táng trong 2 ngày. Với hai chuyến đi, nhà hỏa táng này do công ty cổ phần đầu tư Phúc Lạc Viên quản lý. Thì trả lời về những thi hài này ở đâu, đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng ngày 15 tháng 8, tài xế LBH xét nghiệm âm tính từ ngày 1 tháng 8 chở 18 thi hài từ Bệnh viện Xuyên Á, Trung tâm Y tế quận 11, Bệnh viện COVID-19 Bình Chánh và các gia đình tại phường 9, quận 8, phường 2, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh đến các cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên, Bến Tre. Thì đến 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8, tài xế đã tiếp tục chở 18 thi hài, phường 7, phường 14, phường 16, quận 6, bệnh viện quận 8, bệnh viện điều trị COVID-19, 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Hiện công an thành phố Bến Tre đã xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế. Tình hình là một số điểm test nhanh sáng ngày hôm nay tại Bến Tre. Thì sáng ngày hôm nay ngày 20 tháng 8, Bến Tre bắt đầu test nhanh tầm soát COVID-19 trên toàn thành phố nhằm để thiết lập vùng xanh. Thì phát biểu tại cuộc họp ngày hôm qua, Bí thư tỉnh ủy ông Lê Đức Thọ cho biết hiện nay tỉnh có 85 trên 157 xã thuộc vùng xanh, 29 xã thuộc vùng vàng, 29 xã thuộc vùng cam và 14 xã thuộc vùng đỏ. Để thực hiện mục tiêu tính đến từ nay đến 25 tháng 8, tỉnh sẽ kiểm soát được dịch COVID-19. Các địa phương phải có phương án cụ thể, rõ ràng, bảo vệ vùng xanh, xóa vùng vàng và giảm vùng đỏ với mục tiêu chuyển màu vùng trong 3 ngày tới. Chỉ đạo đến từng đơn vị, ấp, xã huy động tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện quyết liệt, dứt điểm, không kéo dài, gây tê liệt về mặt vật chất, tinh thần. Và thông tin tiếp theo chính là thông tin về ca tử vong số 33 tại Bến Tre. Ca tử vong là bệnh nhân mang mã số bệnh nhân là 266492, bệnh nhân là nam, sinh năm 1946, có địa chỉ cư trú tại xã Tân Thanh Tây, Mỏ Cày Bắc, nhập viện ngày 15 tháng 8, tử vong lúc 6 giờ 20 phút ngày 19 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là suy hô hấp tuần hoàn, viêm phổi mức độ nguy kịch do nhiễm SARS-CoV-2, phù phổi cấp, suy tim, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, thiếu máu cơ tim, tăng lipid máu, trào ngược dạ dày thực quản, rối loạn giấc ngủ. Xin chia buồn cùng với gia đình bệnh nhân đã tử vong. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay ngày 20 tháng 8, Bến Tre có thêm 15 ca mắc COVID-19 mới. Ba tri là 2 ca ở An Quới, An Bình Tây và An Hội thị trấn tiếp xúc với F0. Thứ hai là công ty CB Đông Lạnh 4 ca, ở Tiên Long là 2 ca, Phú Túc là 1 ca, Phú Đức là 1 ca đã được cách ly từ trước. Mỏ Cày Bắc là 1 ca ở Bến Xoài, Phú Nhuận do tiếp xúc với F0. Mỏ Cày Nam là 8 ca ở Tân Hậu 1, xã Tân Trung do tiếp xúc với F0. Thì trong khu cách ly và phong tỏa là 15 ca. Tính đến sáng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 8, Bến Tre có 1.470 ca mắc COVID-19, vẫn là 33 ca tử vong và số ca ra viện là 843 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.